Triệu gia uyên ương đao pháp giúp môn sinh sử dụng cặp đao tựa mãnh hổ, lấy công làm thủ, lợi dụng sức mạnh nặng của cặp đao để tấn công, bổ trên phạt dưới, đâm trên chém dưới, phối hợp cùng bộ pháp cực kỳ uyển chuyển. Vì vậy, đứng trước một đối phương biết sử dụng thuần thục song đao quả là khó lường hết nguy hiểm về phía mình.